Được. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay Đức Tính cùng với Văn Nhiệm Đồng Tháp hôm nay lại trở lại thăm một cái hoàn cảnh của chú Lộc. Một cái hoàn cảnh hôm rồi Đức Tính có đến hỗ trợ đám tang vợ chú mới mãn phần do tai nạn giao thông. Chú Lộc ơi, ông đi đâu mất tiêu rồi? Chú Lộc. Con mình thiếm ở ngồi xuống mình thờ ra không có ổng rồi. Chắc cây gì? Tới đi, hỏi người ta, ta nói ở trong đây mà. Bây giờ là tôi biết mặt ổng mà. Ông Tính biết mặt không? Ừ biết, không. À, ổng muốn hỗ trợ đám tang phải không? Ừ. Chú Lộc ơi. Không, chào chú. Mò gì chú? Ốc hay gì? Mò ốc với hến, dẻm. Ồ, có dẻm một nhóc luôn. À, dữ luôn rồi kìa. Mày mò ăn hay bán chú? Mò chắc nhiều thì bán, ít để ăn. À. Dạ. Như đây là chắc đủ ăn cái gì? Ừ, như đây chắc đủ ăn bữa, ăn ngày. Cái ngày chú còn đi làm không? À, có lúc thì cũng người ta kêu cái mình đi làm. Dạ. Còn nếu người ta không kêu mình mò ốc, hay gạo gác bán. Cỡ gài còn công việc không chú? Cỡ gài lúa cắt xong hết rồi còn việc làm không? Cỡ gài cũng ít việc làm lắm. Như đó đủ ăn rồi, không ấy chú lên được không? Dạ, cũng được nữa. Chứ tính mò mò nhiều nhiều sáng ăn chợ mình cân. Dạ. Nhiều đó bán 10 ngàn hả chú? Ủa cái này nhiêu được nhiêu ký mà đó, nhiêu đó bán 10 ngàn? Này mười mấy ngàn ký đâu mà. Mười mấy ngàn ký hả? Dạ. À. Ủa trời ơi. Dễ mà, hến mà con nào con ấy bé lớn vậy đó hả? Hến là vậy đó. Ủa, tao mua ra mua hến bự kìa. Ủa, có con ấy nữa vậy chú? À. Giống cái con hào con gì đó, con kia kìa. Không có, con kia kìa. Cái này hả? Cái con giống như vậy mà bành kia kìa. Hả? Xích bên kia. Dạ. Chứ tao con dẻm đâu ngộ vậy? Này con, cái con gì, tôi cũng không biết gì nữa mà. Cái con này nè, sao con thấy cái con này? Nè, con này con gì? Hến. Hến gì bự dữ vậy? Hến nè. Hết ừ, con hết rồi kìa. Con hết mà y gan con hào luôn. Bữa hôm kêu bằng anh không chú quên rồi kìa. Bữa hôm xuống kêu anh không chú quên này. Nhỏ tuổi là ai lớn tuổi bây giờ vậy bây giờ nhiêu? Chú nay nhiêu tuổi rồi? Mới 55 à. 55 tuổi à, hả? 55 kêu anh đi. Thôi anh đi cho trẻ. Anh. À, anh thì tên Lộc. Dạ. Thứ ba. Chèn được rồi. Hồi nhỏ tới lớn tôi mới thấy cái con mà con hến mà bé lớn vậy luôn á. Nãy tôi tưởng đâu con nhiêu con gì không à. Con hến đâu? Hến. Hến hả? Hến. Ồ, con nào con nấy là con hến mà bị lớn vậy? Ồ, vô con nè. Mày ta con hến nè. Người ta cũng ngon dữ lắm rồi. Ồ, bởi vậy nãy tôi thắc mắc tôi hỏi con hào hay con gì? Con này ngon lắm nè. Mà ở đây mình làm gì có hào? Hết thế này, để coi cái ngón tay nè. Bự hơn ngón vào cái nè. Bự hơn hết như hào. Ôi, hết thế luôn. Còn cái này con dẻm cũng ú nữa nè. Cái này cái đĩa của ai anh? Này này có người bà, có người chú mà người ta cho mướn, ruộng người ta cho mướn trồng mít nè, rồi mình xin mình mò cũng được. Dạ. Người ta không gạo thì mình mò. Rồi mình không có đất đai chứ hả? Dạ, không có đất đai chứ. Đi làm thuê rồi đi ok cắt rau, hái rau cũng dạ. Bán cũng kiếm tiền như gặt được. Có nghĩa là mấy cái này người ta không có khai thác cái này. Rồi đúng mình, rồi. Mình mò thì người ta cho. Cứ mò tao cho. À. Tại vì cái này tự nhiên chứ đâu phải nuôi. Tự nhiên. Phải nuôi là không cho à. Nuôi cho mà có ốc lát, ốc bù cũng có nuôi người ta bắt cho rồi. Dạ. Ta bắt lén. Mình dạ. Coi chừng sát bên mình cũng đâu có chừng được người ta đâu. Dạ. Là bà xã của chú mới mất hả? Dạ. Mới mất à. Cũng 12 13 ngày. Dạ. Bị cái gì? Ủa đi lụm da chai dài chợ đó rồi qua cái cầu xe tông bả vừa chạy nó chạy bỏ đi rồi cuối cùng là mình đúng hay là người ta mình đúng chứ người ta sai người ta lấn bả ra ngoài mà à, anh với chị là đâu có cháu nào hả? Dạ không, hai chồng già ở không có cái con cái nữa. Ừ. Rồi nghe nói lúc trước mình có không? Lúc trước thì có một đứa à. Bây giờ nó có chồng về Sóc Trăng ở rồi bây giờ ở một mình anh vậy rồi. À có nghĩa là con của người vợ trước. Vợ trước. À. Nhà bà trước còn không? Bà trước còn mà đi ở xa lắm rồi, không có về thăm. Ở xa. Dạ. À, hai người chia tay rồi. Chia tay rồi. Rồi sau này mới ở dạ. Mới có vợ kế tiếp dạ. là xảy ra sự cố giao thông đó. Dạ. Rồi bây giờ là nói chung là ở một mình. Ở một mình. Ừ. Ai thuê gì làm đó. Đúng rồi. Nói chung là đi bằng thuê tự do phải không? Tự do bằng tùm lum mà à. Bữa hổm á anh có một cái chứng bệnh cũng ngặt lắm rồi nhiệm hỏi bây giờ nó cũng ấy rồi giờ cũng uống thuốc cần đó bị gì mình bị gì bị xỉn
đi xiển hả? Dạ. Ồ, xiển rất là nguy hiểm ngang. Dạ. Có nghĩa là lúc mà mình nói chung là nó co giặt hay là nó sao nó quíu rồi. Ờ à, lúc đó mà không có ai đó là dạ, rất nguy hiểm đó. Nó ngạt. Ờ ừ, lúc đi. Mà nó lên đó là không có. Căng lắm đó. Có đi mận chung với mấy anh em nữa rồi anh em nào quíu hay về. Nhưng mà cái đó là mình đi làm có mấy dạ, anh em dạ, thì nó khác. Dạ. Còn này mình ở nhà dạ, một mình, dạ, mình nó kêu kìa. Nó rất nguy hiểm đó. Dạ. Anh có mua thuốc để nhà không? Thuốc sạch đó. Có chứ. Có nghĩa là để 24/24 trên mình. Lúc nào cũng có chân ừ, đó cái đó mới được nha. Có là thấy hơi là cầm đưa nó mũi bóp liền. Ủa, cái đó hình như xịt vô họng thôi mũi ta. Uống thuốc không hết nữa. Nói chung là không có biết không nhưng có, mà vậy là thường là nếu mà có làm anh em theo 24/24. À. Ngày đêm gì cũng đi làm cũng phải đem theo luôn mới được. Ừ. Lúc mình mệt đó. Rồi ba thế này anh tính làm gì ăn đây? Chắc này cái hồi luộc. Món này làm món gì ngon? Luộc hả? Cái này kho sả ngon. Luộc lấy thôi, nấu em canh nấu canh chua cũng được đó. Cái này mà này, có mướp mà nấu canh mướp thứ gì chưa nói. Đâu nấu canh chua là phải có ông súng. Anh vô ông súng. Dạ. Canh chua hả? Ừ. Đây mình có ông súng không? Dạ có. Đó, bây giờ hái ông súng. Dạ. Anh tính ăn cơm không ta? Ăn cơm không mà ké đi ta. Cơm chứ. Thôi. Em nói thiệt với anh á, mấy con ốc này nè. Đó lộn mấy con dẹm này nè. Là mình lấy một mớ mình kho quéo ha. Ờ một mớ nấu canh chua. Rồi cho ăn hết nồi cơm luôn á. Thì thôi bây giờ thôi nấu ba anh em mình vô nhà ha. Chiều nấu con lon gạo à mà ăn cũng không hết tuồn bả nhớ bả ăn. Nói gì chứ vợ chồng mà quen hơi rồi. Còn bây giờ mà xảy ra sự việc gì thì phải đau lòng á. Ăn uống nó không mình không ấy tại mình cầm lòng có trong lòng mình ai đâu biết. Dạ. Mình cũng để vậy nói chung thì cái đó là cái nỗi đau lớn nhất của dạ, con người mình mà. Dạ. Ai cũng buồn hết. Thôi vậy anh cũng cố gắng nguôi ngoai ha rồi mình vượt dạ, qua. Hồi nãy hai anh em tới đây rồi thì vô tới nhà thì trong lòng không có ai nhà cho nghe máy đọc kinh thôi Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Dạ. Rồi đọc cái là nghe cái anh kia nói là đây tối ngày ốc rồi đây. Tối ngày đi bắt ốc lên bắt ốc không ai nằm một chút. Phải dạ, khỏe ngữ đi làm chuyện khác. Rồi giờ mình nhà, đi vô ha. Dạ. Dạ. Vô ha. Dạ. Rồi vườn này của người ta rồi mình đi mò vậy chắc cũng quen sớm chồm không ha anh? Sớm chồm không à, nó cho mình mò cho à, chứ mình mua nấm rồi lửa rồi dạ. Không bán cái này, cái con này có hến này đặc biệt thiệt chứ. Đó giờ không thấy con hến bự vậy luôn á. Hết thấy con hến luôn. Đâu cho em quay vô cái đó các anh. Coi nè. Quá chừng luôn. Con hến nó to dù kinh khủng. Hết hồn luôn mấy đâu coi nè. Không hình dung được hến nó to vậy luôn. Quá trời con hến con gì thì cũng được. Nói chung là con nào cũng ú u luôn. U. Hết quá biết rồi. Đi trái rồi từ thiện mới cất lại cho nhà khác đó. Ủa? Lấy cái tên cũ lập lại đó. Hồi xưa sao trái? Ở nhà vợ không thấy đường mà mắt nữa rồi ở nhà chăm củi nè rồi cái hồi đó đâu có ga bỏng đâu. Chăm củi rồi bắt mò bắt đi kiếm tôi đi mặn á mặn ừ, cái chiều 5 giờ trưa về cái bắt đầu bỏ đi kiếm bắt đầu bỏ nồi cá kho trên bếp vậy đó dạ, sau rớt thân than vô ổng ấy cháy đuổi hết không đuổi chơi luôn không coi gì á rồi cái bắt đầu người ta thấy vậy người ta cho đem quần áo đem ly bỏ kia không còn gì mà cháy nhà thì phải nói là không còn gì hết sạch chuối luôn người ta dạ, vô cho từ từ dạ, rồi sau khi cháy nhà đó mạnh thường quân mới tiếp tục hỗ trợ cho mình cắt cái nhà này ha đúng rồi bên nhà nước hỗ trợ cho được 17 triệu đó mình cất rồi nhưng mà mình ba con này cũng 4-5 năm rồi 4-5 năm nha cũng xuống nữa rồi rồi cũng xuống nữa rồi nói chung là xài tôn cũ làm vách đó bởi vì cái vách thấy tôn thấy tan đó cột nó còn đó cái cột nhà cũ còn hả cháy chân mà còn vậy cháy chân luôn hả rồi giờ mình rửa cái đó mình có ngâm không rửa ngâm chút rồi đây là anh xài nước gì đây xài nước lóng phèn không à nước lóng phèn ha trời trời nước ủa nước lóng phèn là tự mình nuốt cái xong lên hả không có uống xong thì mình có nấu ủa em thấy có uống nước đây mà anh nước này là nước tưới đồ nước này nước uống xong múc lên anh nước này nước người ta tưới vườn phải không vườn. Nước ống bơm mua tưa hồi nãy thấy múc thì đúng chứ ống dày đâu rồi. Vậy là nó múc nước dưới mương lên hả ruộng mình thuốc sâu không mà mình từ đó mình sống vậy rồi mình uống nước gì uống nước nấu cây nước mưa
À nước mưa hứng hả? Dạ, nước mưa có bồn nước bình uống không? À, nhớ rồi anh có cái bồn nhà nước cho cái bồn. Có bồn á, xài hay cầm. Cái bồn hứng nước mưa. Nhưng mà em nói anh nè, một có đợt mà người ta xả nước ra là nó khô queo luôn. Đây cũng có mà ít, nó khô kinh lắm. Rồi cộng thêm cái là nước sâu mà xả lắm. Tại vì đây giữa đồng mà cái nước thuốc sâu xả xuống thuốc sâu dữ lắm. Đây nhờ cái đìa của mình. Đìa nhà đó. Cái đìa nào? Đìa cũng xúc ảnh hưởng anh, nó cũng vô. Rồi cho em. Ủa cái đìa anh không có đất mà sao có cái đìa? Đìa đó là của em. Em vợ hả? Vợ. À thôi. Nó của mình tưởng là của anh. Giờ phải ngâm chút anh Lộc ơi. Ngâm đi. Ngâm cho nhã sình anh đi. Hết biết ngon luôn. Ngâm cho nhã sình mới được. Xài bãi nước này không tốt rồi. Không may là có nước mưa nấu ăn, mình nấu bằng nước mưa anh. Nấu mưa. Nấu cơm rồi đó, nấu đồ ăn rồi đó. Nấu đồ ăn nước mưa. Dạ. À. Rồi, xong rồi mình đi ai. Nổng súng. Nổng súng hả? Nổng chua hả? Thì nước ở đây là từ ở trong ruộng mà chảy ra, phân thuốc rất là nguy hiểm. Ủa, bông súng bên đó hả anh? Dạ. Mình đi qua luôn em. Đó, nhờ lội xuống đó. Ồ, có thấy không? Thấy không? Ôi trời ơi. Cái này chắc em mới xuống hái cho anh luôn quá. Cánh quê à, cánh quê Thanh Bình đã không? Quá phê luôn. Cái đìa này của em vợ anh? Của em vợ. Em Út hả? Em Út à. Còn nó sâu dữ thần ta. Mấy cọng mới đủ ăn. Nhiều đó đủ ăn cái gì hả? Nhiều cũng đủ ăn có một mình. Ờ, có mình mà. Ê, bữa nay như tính cho mình ăn nữa gì đó. Cho ăn nữa mà. Vậy hả? Đóng số dạo nhiều đâu. Im à, im à. Không, cái này anh tự nguyện chứ không ép nha. Giả bộ nói dèm vậy thôi hả? Mà chứ anh mời ăn thiệt á. Nó chứ mấy cộng đủ ăn hay gì? Nhiều quá đủ ăn đây. Của em vợ là cho hái tự do hen. Cho hái tự do. Rồi, nhiêu đó nó canh bành kỳ. Nói chung bây giờ á, em vợ anh vợ. Mà giờ mình này... bà xả mắt rồi thì như là giống như một coi đó, một coi vợ rồi đó. Nữa, ăn có thôi. Dạ.
Bây giờ mình làm món gì anh Lộc? Nãy bắt nó dẹp nấu canh chua. Canh chua hả? Này nấu canh chua là bài bản luôn á. Thế đó giờ món một hay là có là kho không? Chắc món một. Món một cho nhanh gọn ha. Yeah. À. Mình một ăn nhiêu đó chắc không hết quá. Ăn nấu vừa mình ăn thôi. Dạ. Yeah. Bây giờ anh Lộc thì có dẹm nhiều quá ăn không hết, mà hai thằng đó bụng có gì ăn thì sao vậy ta? Thôi vậy mời hai chú ở đây dùng cơm. Cái này đó bụng mà đặt nói lên lên chứ không mời không nè. Nó chơi đùa thôi anh đây. Chứ mà nếu anh có mời chắc cũng ăn thiệt. Chứ tạo một không khí xíu cho anh vui. Ăn chứ cũng buồn. Thật sự ở đây á, rồi bây giờ bà xã mới mắc nè. Ở đây ăn một mình cũng buồn nữa. Ừ, mà giữa đồng. Ừ. Phải chi ở gần xóm xòm có đông người ha. Đúng rồi. Đây ngoài chứ. Có hồi nãy mới gạo vô mình gặp mấy cái anh gì đó. Mấy anh đó anh đi ruộng anh tứ vườn mít à. Nhưng mà chiều người ta cũng về ăn cơm chiều, vợ người ta. À. Ừ. Đâu ở đây đâu. Vợ. Nghĩa là ta đi qua đi lại vậy thôi chứ. Ừ. Bây giờ nó tới nó lui là hai thằng này muốn ăn rồi nè phải không? Không có nó chơi mà điều hai muốn mời thôi dám cũng ăn thiệt không, lắm. Không ăn sợ anh buồn. À. Mình ăn có gì đâu. Rồi, ở đây cặp mé này anh chồng đủ nồi canh chua luôn nè. Rau nhúc có nè. Rồi rau đó là rau ở đây có rau gì nữa nè? Rau gì nè? Rau găm. Rau găm. Rồi rau này nè anh Lộc. Rau ôm, rau găm, rau muống nữa kìa. Rau muống. Ăn thì có nấy, mình thèm mình hái mình ăn. Cái đề, cái mương máng này thật sự cô chú anh chị thấy không? Nó nước nó xanh luôn. Anh nghiên cứu sao chứ cái nước này xài sao được lọc ghê quá. Xài cũng vài năm nữa, người ta có kéo được lỗ. Sao đợi vài năm nữa ta có kéo mới xài. Năm nữa là anh cũng hay đuối. Không, ở trong đây em nghĩ chắc người ta không có kéo đâu. Chắc có, bởi vì sau này nó. Nó xịu nhà mà. Nhà đông không anh? Ít xịu nhà. Đông. Nhà thì không lâu chứ người ta cất chòi ở đông lắm. Dạ. À cất chòi làm vườn hả? Cất chòi ở người ta cũng ở, còn đêm người ta ở đây nè. À. Một ngày ta cũng đi mận vườn người ta. Dạ. Mà không lẽ cất chòi mà ta vô cái nước làm gì? Cất chòi cũng nước uống chứ lấy gì uống. Ông, mấy ông kia dễ vậy. Ủa anh Lộc, anh với chị là ở nhau sau này á là được bao nhiêu năm? Khoảng ba mấy 40 năm à. 40 năm mà chưa đứa con nào luôn. Đúng rồi. Ở đó không có. À. Còn con gái của anh á, bao lâu mới về thăm anh lần? Một năm, 2 năm mới về lần. Cũng dữ vậy. Năm 2 năm. Rồi bên bển rồi hai vợ chồng khá không anh? Hai vợ chồng nghèo đi cổ gom người ta. Dạ. À, cũng nghèo. Có luôn. Cháu ngoại gì không? Cũng không có đứa cháu ngoại nữa. Trời ơi vậy hả? Không có cháu luôn hả anh? Dạ. Và hôm xuống thì có thấy rể anh với con gái anh về. Ừ. Nhưng mà đứa con đó là của bà trước. Ừ, con của người trước á. À, cái người trước thì anh Lộc với là chị đã chia tay lâu rồi. Rồi sau này mấy là chia tay hồi cứ thêm cái bà này sau là 40 năm rồi hen. Hồi chia tay hồi con gái đó là mới 2 tuổi à. À. Tôi ở vậy tôi nuôi tới 4 tuổi, 5 tuổi thì tôi mới đến với người này. Dạ. Dạ. Thì nói chung là vì một cái sự cố nào đó rồi hai người chắc nói chung là chắc cũng không hợp với nhau. Dạ. Rồi nói chung là đường ai nấy đi. Rồi sau này mới tìm gặp cái chị này là hợp nhau đó mới ở tới dạ. Bây giờ rồi cuối cùng là chị cũng đã bỏ ra đi trước anh rồi. Thì thôi giờ anh gắng ở lại mà để nói chung là phải vươn lên cuộc sống ngang. Đúng rồi. Đừng có cái gì mà cái buồn quá cái mình lo gầu hoài không có làm ăn gì được. Đúng rồi lo cái thấy dạ. Gầu lắm. Nói chung cũng để buồn mình, lắm chứ. Mình ở vậy cũng được mà thôi. Ở tới đâu hay tới đó đi mà tắt mình cũng sống cũng đỡ một chút thôi. Dạ. Không bằng người ta. Giờ lên nấu không? Dạ. Có đủ rau nấu nồi canh luôn ha. Ừ, quá êm luôn rồi. Có mấy ngày mai này Tết lặt lá cho nó chỗ bông cho nó vui mấy ngày Tết anh. Mai của anh luôn hả vậy? Mai của anh. À. Nó có, nền... có nghĩa là cho anh là cái nền nhà không này có thôi. Nền nhà không đó. Danh nghĩa cho thôi ha. Dạ, danh nghĩa cho mà cứ nghĩa cho đậu rồi có nhà nước thấy không có chỗ ở đó thì cho cất.
Dạ. Nhà nước cho hỗ trợ cái nhà. Dạ. Có nền nhà mới cất, nhà nước mới cất. Dạ dạ. Rồi. Ủa nãy giờ nấu hả? Quá im luôn. Ờ đi hái rau mình để nấu. Cái tên này của nhà trái xưa đâu phải không anh? Dạ đúng rồi. Gùi thằng hang chứ. Quá chừng. Ủa nãy nói làm sao mà bị trái ta? Củi gì nè, phải làm ấy nè, làm gom rác rồi cái cậu đi. À. Đi cũng chừng biết không biết công nhân không biết được. Đi mà chắc này chưa về rồi. Chạy giấc lo cho mấy giờ anh? Chắc chiều tối. Chiều tối luôn hả? Dạ. Dạ. Giờ hay mà. Vậy sao? Đổ đồng luôn. Anh về tới nhà là gụi hả? Chị có khờ không? Chị có khờ khờ không? Bà không có đường với bệnh không thấy thấy đường rồi. Tiểu đường đâu có ấy được. Yếu, cô yếu lắm. Thì chị yếu lắm. Bây giờ má trời, mấy con về con hết nó bự hết thế. Béo lắm. Ngọt không, ngọt không? Ngọt lắm, béo lắm. Trời ơi. Mình đứng ngoài mình cái miếng. Ăn nhiều quá ăn luôn. Anh đúng rồi. Trời ơi. Phê ha. Hết, biết mấy con ốc con hết mà nó bự. Không tưởng tượng được. Ồ nó thơm ông ơi. Đúng ra mình phải ngâm một đêm ha anh Lộc. Đúng rồi. Ngâm đêm cho nó ra. Nuốt con miếng vô kẹt. Ôi, chạy nước miếng luôn. Nó thơm một cái luôn. Ôi, nó ú rồi mấy cha ơi. Trắng phao luôn. Hết, biết. Anh lấy cái con hến cho anh Lộc. Con hến nó bự một cái luôn. Gì đó mới bự khủng khiếp. Đúng chứ. Luôn. Nó ăn ốc ăn gì ta? Ăn sình. Sình gông. Gông kia nè. Thê. Trời ơi. Bởi vì ở đây anh Lộc anh đâu có thiếu cái gì mấy cha. Nghe anh chảnh chỉ thiếu tiền thôi chứ đâu thiếu gì đâu. Ốc có nha. Nè. Cua có nè. Ăn vậy chứ cũng ngán. Dạ, rồi rau có ăn. Nè. Rồi đặc biệt là bông súng. Giờ muốn ăn cá hay sao anh? Cá mình đi cho lưới. Có lưới luôn hen. Có mua lưới lồng tông rồi đó. À. Dạ. Chà mấy cái đề này mà văng lưới lồng tông chắc kến luôn á. Rồi giữ luôn á, dính rồi neo luôn á. Không, không, bữa cơm quê nghèo đạm bạc mà ngon. Em thấy một hồi anh lùm mấy con dẹm á là anh nấu canh chua. Còn mấy con hến á anh kho quéo là cực kỳ luôn. Dạ, nói là chảy nước miếng luôn. Hến cũng ít. Chỉ cần nó ngọt nước là được rồi. Ờ cái này mà được ngâm qua đêm xong nấu lấy cái nước luôn mới đã. Trời ơi nấu gì. Ừ. Mà đều ngâm qua đêm mới được, nó nhả sình đó. Đúng rồi. Còn mình lấy cái nước rồi nấu canh chua luôn. Sẽ chảy nước ngoài đó. Mình nấu xong giờ mình ra mình chấm muối tiêu trực tiếp vô mình ăn cơm. Biết cái con hến nó bự. Đây nè. Cái ngón tay mình nó nằm bên trong. Cái hết biết cái tô hết. Ô mà nhiều quá, lẽ ra có nhiêu đó anh? Nó ít mà. Ờ à, nhiêu đó ra có nhiêu đó đây ha. Ừ. Cái nãy thấy cũng nhiều quá mà ra thì có được nửa tô. Không vậy thì mình ảnh thì dư rồi. Được bằng sai mồi luôn đó. Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà cạt cá là chiều nay nhiệm với tính nó cá nữa. Ủa tính bằng thiệt hả? Ai biết à. Lấy đi vậy. Không lái xe không có nhậu được anh. Là chứ anh chỉ có chiếc xe đạp này đi tới luôn sao đó hả? Xe đạp là đi tới luôn. Dạ. Ừ. Thêm cao ôm thì anh có rồi. Rồi bông súng rồi ở dưới cũng có luôn. Đó, rồi rau gì? Rau muống có luôn. Đó, bây giờ không mà nói chung của anh Út. Của anh Út. Mà thiếu là thiếu cái gì ta? Mà điều anh Út thì anh Lộc ăn thì anh vô tư rồi phải không anh? À. Anh rẻ mà. Đó, sắp xong rồi đó. Kiệm mà. Ủa vậy là anh nói cái to này là đáng lẽ bán phế liệu anh giữ lại làm vách hay. Không tiền bạc vậy. Đúng rồi, tôm trái này là phải bán chứ. Mà không có thì xài đỡ chứ sao vậy? Không có nhà nước cũng quan tâm gì cũng đỡ quá. Các con khô ăn sáng ha. Gần hết rồi. Rồi xong rồi anh chưa. Trời ơi bộ anh nó nói chơi anh ăn thiệt hay gì dọn chén dữ hả? Mà mấy năm dùng muối cơm. Trời ơi. Nói đùa đùa chơi cho vui thôi chứ. Là mời thiệt luôn. Rồi mời thiệt mà không lẽ giờ không ăn thiệt kỳ. Ăn tình cảm hen. Ôi trời. Ấm lòng tình cảm rồi. Ngon rồi nè. Rồi, quá im. Vậy ăn cơm nè em ơi. Ôi rồi. Vậy ăn cơm nè em ơi luôn. Mà hàng ngày là cúng cơm trong kia rồi đấy anh. Dạ. Nhưng mà ăn cơm thì mình cúng tiếp. Rồi bà trả lời chưa? Chắc bà cũng không biết trả lời, mình không nghe mà. Rồi chỉ ngồi chỗ nào rồi đang biết em ngồi.
Ừ. Đó là anh ngồi kế chị đi. Vừa rồi em mua hay gì? Bên Thiện hả? Dạ, này cũng lâu lắm rồi nha. Ừ, lâu lắm rồi. Dạ, chùa Hảo. Quần Hảo. Quần Hảo. Dạ. Nói cho. Rồi mời cả nhà. Rồi, mời nhà. Nói chung bữa nay lại nhà anh Lộc, mời anh Lộc mời ăn cơm. Hồi nãy giờ mấy anh em nói mấy mé. Cuối cùng ảnh mời thiệt. Mời thiệt, ăn thiệt luôn. Ăn chứ vậy thì vậy mà còn vui chứ ăn một mình với vợ nãy giờ không muốn ăn rồi. Dạ, nói nha. Hồ chàng ơi. Anh áo nhiều không mà nãy giờ em thấy anh đổi mấy cái áo rồi mà cái áo nào cái nấy nó quá trời. Ừ. Áo vậy không, không có áo rồi. Không có mới luôn hả? Ờ, ờ. Lát nhắc tôi nha, lát nhắc tôi tặng anh cái áo. Hỗ trợ cho anh áo ha. Có thêm áo thôi kìa. Tụi em áo mà chứ không có quần. Thôi chứ không có quần nha. Mà chết màu anh cũng nhỏ người ha. Không còn cây nhỏ nữa chứ. Còn cháy ít là mà màu trắng. Ngon quá anh ta. Đi mà. Cái này mà nếu mà có nhậu nhiều là anh sĩ ha. Kèn được con hến rồi nè. Ừ. Hết biết con hến luôn. Nhỏ không trong hả anh? Không trong hả? Thích anh muối. Không trong hả? Ngon chứ. Được rồi, được được được. Quá đặc biệt. Quá mặt luôn. Cần miếng nước đây, em ăn canh chua mà không cho nước là buồn lắm. Rồi anh nói cá này đâu? Cá này xúc. Xúc hả anh? Ngon thật chứ. Xúc bằng gì? Gỗ. Thôi. Mò ăn mò. À, đi với đề xúc. Cũng mò ăn cái đó đâu. Mời có ăn cơm nữa không? Vô ăn cơm nữa, ăn lứt. Chắc mà cá, ăn lứt có cá. Nếu mà có được Mạnh Thường Quân nào mà xem video này mà có hỗ trợ cho anh nữa là mình vô nhận lưới. Mình vô mới có cơm ai ăn. Hậu hỷ với anh luôn cho anh vui. Tụi em có hy vọng là sao có tin vui. Xuống nữa chắc phải đem gạo ha. Chứ ăn mà không đem gạo kì. Ăn lại đi. Ăn nhín nè. Ngon thiệt. Quá. Em cũng dân miền Tây này chứ đâu. Mà trong cuộc đời em chưa thấy con hến mới lớn vậy. Nhỏ không biết nào tưởng tượng được. Nó sông nó nhỏ rồi. Dạ. Nó mà sông. Cứ như trong địa hả? Trong địa biển ấy nè. Cào lâu bắt. Nó cào bận nó không được. Dạ. Nhưng lâu bắt. Đúng rồi, không cào được. Nhưng mà ở đây là người ta thường bắt không? Cũng ai cũng là biết có rồi, cái lại mò ăn đủ ăn cái gì vậy. À. Thì bữa nay em thay mặt cái chỗ chị Thí ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Em gửi cho anh là một thùng mì. Đó, nè thùng mì. Với lại là bánh đường. Dạ, cảm ơn. Dạ, bánh đường, anh với chị rồi sữa. Xa. Này chị Thí ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì bên cạnh đó thì em cũng trích ra hai cái quỹ của hai Mạnh Thường Quân. Đó là cái quỹ thứ nhất là của Mạnh Thường Quân ở bên Hawaii. Em xin trích ra 500.000 đồng gửi tặng cho anh. Cái quỹ thứ hai là của cô Lon làm công nhân ở bên Nhật. Em cũng trích ra 500.000 đồng. Thì em gửi hai Mạnh Quân, em gửi cho anh là 1 triệu ha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn mấy cô, mấy chú bán. Dạ. Anh cảm ơn Mạnh Thường Quân Hawaii giùm em đi. Dạ. Cảm ơn Mạnh Quân Hawaii. Ờ, mua khóc luôn hả? Ok, anh cứ dạ. Bày tỏ cảm xúc thôi. Anh khóc thì cứ khóc hả anh? Rồi cô Lon làm công nhân ở bên Nhật. Cảm ơn cô Lon. Cô Lon làm công nhân bên Nhật. Công nhân bên Nhật. Dạ, cũng đã hỗ trợ cho mình 500.000 đồng. Hai Mạnh Thường Quân là 1 triệu. Thì tiếp theo thì chỗ anh Tính thì hổng là chị mới mất. Thì anh Tính cũng xuống là thay mặt cho hai Mạnh Thường Quân cũng đã hỗ trợ cho gia đình mình rồi. Thì bữa nay anh Tính cũng đi cùng với em là cho anh áo hay gì đó. Để coi em có mấy cái áo mà không biết anh mặc vừa cái nào nha. Để anh thấy thử coi anh... Nhỏ người thì chắc có lẽ là cái size nhỏ nhất, mà cái size nhỏ nhất của em hiện tại bây giờ chỉ còn cái size XL thôi. XL thì còn nhiêu là 2XL với 3XL không nè. Này cái này XL nè. Mà... Dạ chút xíu đi. Anh nói là chỉ dịch hả? Dạ đến lát lại tìm hiểu coi sao. Bị phơ hả? Anh thích màu nào? Ngặt nổi giờ là cái xe nhỏ nhất là chỉ còn màu trắng không à. Này XL nữa nè. Lại đây nè, lại đây nè. Bây giờ
Ở chút đi, để ăn chút đi. Dạ. Nói đi, nói đi. Rồi bây giờ chỉ còn cái xây lấy đại đi, giờ nó có 3 ít là nó bự dữ lắm rồi sao? Áo trắng nè, mặc đi đám. Mà đem cưới. Nước giặt không có hả? À, anh lấy màu nào đó lấy. Bằng vô đi. Bằng vừa không nữa. Cái này nhỏ nhất rồi. Mà anh cái tướng anh là xây này đã rộng rồi đó. Lấy này ra thôi, lát nó gột kìa, cái anh Thanh. Đây đây đi. Trên mặt thấy cái áo gì tội quá trời luôn. Ừ. Dạ, chào ông áo trắng rồi. Rồi, nói chung là thích đó, đi vô vô luôn. Kể mình thích là được. Nói chung mình thích, mình thích là nó vui. Mặc cái đó. Ờ, xe nhỏ nhất rồi đó. Cảm ơn cho anh Tính luôn, anh hỗ trợ cho cái áo ha. Rồi, anh ngồi xuống đi. Dạ. Cảm ơn. Rồi, tặng anh cái áo đó. Em. Tại vì em mày em có mấy cái áo vậy đó, đi tới đâu mỗi hoàn cảnh khổ thì cái à. À dư dịch hả? Rồi dư dịch lát để coi hỏi thăm gia cảnh anh coi sao. Dạ. Rồi chúc sức khỏe anh hen. Dạ, cảm ơn anh. Rồi cũng thay mặt anh cũng chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân của bên Văn Nhiệm là Mạnh Thường Quân bên Hawaii với lại cô Loan làm công nhân Minh Nhật với lại chị Thí. Chúc sức khỏe tất cả các mạnh thường quân. Rồi tính xin chào mọi người.